Số người tham gia vụ tấn công trụ sở cơ quan lập pháp Hồng Kông không lớn, nhưng nó đủ để nhắc người ta nhớ rằng bất đồng vẫn còn đó và hoàn toàn có khả năng trở nên xấu đi. Chán nản do không đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào với chính quyền Hồng Kông trước yêu cầu tự do ứng cử cho cuộc bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo tối cao của đặc khu hành chính, người biểu tình xông vào tòa nhà lập pháp bằng cửa ngách. Cảnh sát phải dùng đến bình xịt hơi cay để ngăn những người khác không xông vào. Cuộc biểu tình đã kéo dài đến tuần thứ 8 và cảnh sát bắt đầu dọn dẹp các rào chắn ở nhiều nút giao lộ. Nhưng số đông người biểu tình và lều trại vẫn đóng chốt ở các khu vực chính trong trung tâm. Khoảng 50 ngày đã trôi qua mà chính quyền vẫn không lắng nghe chúng tôi. Ngày nào họ cũng bận họp hành, ngày nào cơ quan lập pháp cũng nói những thứ linh tinh vô nghĩa, và một số địa điểm đã được chỉ đạo dọn sạch. Nếu cuộc cách mạng này thất bại vì những lệnh cấm đó thì nó không còn là cách mạng nữa. Nó sẽ trở thành cuộc cách mạng xấu xí và đáng xấu hổ. Người biểu tình muốn chính quyền bán tự trị Hồng Kông gây áp lực lên chính quyền Trung ương Trung Quốc xem lại luật bầu cử đã được ban hành hồi tháng 8. Nhưng quan chức Hồng Kông nói họ không có bất kỳ quyền gì để hành động.